trong bài thực hành này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái kỹ thuật để làm sao có thể ghép một cái vật thể được chụp ở trên nền trắng vào trong một cái hậu cảnh khác cho nó tự nhiên. Trong cái bức ảnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là một cái không gian chụp ở trong căn phòng và cụ thể là chúng ta nhìn thấy là một cái mặt bàn gỗ và cái layer thứ hai mà chúng ta có là một cái bức ảnh chụp một cái sản phẩm là tai nghe một cái tai nghe thì được chụp ở trên nền trắng và nhiệm vụ của chúng ta là làm sao bây giờ bóc tách bỏ cái nền trắng này đi và ghép cái tai nghe này trông làm sao cho nó giống như nó đang nằm ở trên mặt bàn mọi người sẽ nói rằng là ô rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ việc là lọc bỏ cái nền trắng đi là xong thì nó sẽ nằm trên mặt bàn thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau thử lỏng bỏ cái nền trắng đi, xem cái tai nghe nó sẽ như thế nào sau khi chúng ta loại bỏ nền trắng. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ lựa chọn hoặc là chúng ta lựa chọn cái nền trắng rồi chúng ta xóa bỏ nó đi hoặc là chúng ta lựa chọn cái Uh, tai nghe, rồi chúng ta sẽ dùng kỹ thuật bản nạ và chúng ta che giấu cái phần nền ở bên ngoài đi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là chọn thử cái um, cái tai nghe nhé. Đây, chúng ta có thể sử dụng cái uh, Quick Selection. Bây giờ chúng ta sẽ quét khẽ một cái, chúng ta chọn đi. Rồi đến đây thì coi như là chúng ta đã chọn xong được cái tai nghe. Nếu mà nhìn kỹ một chút ở phía dưới này thì đang có một tí nó hơi bị ăn vào trong cái bóng. Bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ bớt nó đi bằng cách là nhấn an và chúng ta vẽ vào cái phần này để chúng ta loại bỏ cái phần chúng ta loại bỏ cái phần bóng đi. rồi sau khi mà chúng ta đã lựa chọn xong được cái uh, tai nghe thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ kỹ thuật mặt nạ đây mở layer panel sau đó thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng uh, tạo mặt nạ thì cái mặt nạ phát sinh theo đúng cái vùng chọn và các bạn đã nhìn thấy là nền trắng thì bị che giấu đi rồi thì vừa nãy thì chúng ta thấy rằng là uh, còn cái nền trắng thì trông nó cái tai nghe nó chưa nằm ở trên mặt bàn, nhưng mà bây giờ thì khi chúng ta loại bỏ cái nền trắng thì chúng ta lại có cảm giác rất là lạ là cái tai nghe có vẻ như nó không nằm ở trên cái mặt bàn như mong muốn của chúng ta mà nó đang bị bay lơ lửng ở trên mặt bàn. Thì suy nghĩ một chút thì chúng ta cũng sẽ tìm thấy lý do tại vì là cái tai nghe của chúng ta đặt trên mặt bàn nhưng nó không hề đổ bóng xuống cái mặt bàn do đó chúng ta sẽ có cảm giác rằng là nó đang bay lơ lực ở phía trên vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể uh, làm cho cái tai nghe nó thực sự là gây ra cảm giác nằm ở trên mặt bàn thế để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về một cái khái niệm gọi là uh, blending mode hay là cái gọi là cái chế độ hòa trộn thì ở trong uhm. Photoshop thì nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều các chế độ hòa trộn và những cái chế độ hòa trộn này thì nó sẽ giúp cho ở chúng ta có thể là trộn một cái layer phía trên với một layer phía dưới theo những cái cung cách khác nhau tùy theo là chúng ta chọn cái chế độ hòa trộn như thế nào thế thì ở trong cái số rất là nhiều các chế độ hòa trộn này thì chúng ta sẽ có một cái chế độ nó gọi là chế độ multiply là cái chế độ này thì chế độ multiply thì bản thân nó nó sẽ uh, nó sẽ uh, giấu tất cả những cái phần tử màu màu trắng đi nó không để lại những phần tử màu trắng nữa và nó chỉ giữ lại những phần tử mà không phải là màu trắng thôi thế thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ giấu cái nền trắng đi nhưng mà lại không giấu cái bóng Đấy, chúng ta sẽ giấu nền trắng mà không giấu cái bóng thế thì các bạn sẽ thắc mắc một chút là thế nếu thế thì tại sao à, không sử dụng luôn cái chế độ multiply này ngay từ đầu để giấu cái nền trắng đi lại cái tai nghe và giữ lại cái bóng tuy nhiên thì các bạn cũng nhìn thấy rằng là cái việc mà giấu nền trắng đi thì cũng có thể là giấu nhưng mà nó cũng làm trong luôn những cái thành phần không phải là màu đen sẫm thì nó cũng sẽ vẫn là có cái độ trong và chúng ta vẫn nhìn xuyên qua cái vật thể và nhìn thấy cái vân gỗ ở dưới bàn. Do đó thì chúng ta không thể làm trực tiếp ở trên một cái ảnh được mà chúng ta sẽ phải làm hai bước. Bước thứ nhất chúng ta đã giải quyết xong được cái cái tai nghe là ok rồi. Bây giờ bước thứ hai chúng ta sẽ giải quyết cái bóng. Thế để thực hiện cái việc này thì chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Các bạn nhân bản cho tôi cái layer mà các bạn vừa làm thì chúng ta sẽ nhấn công g nhé để chúng ta nhân bản cái layer này lên thành một layer mới giống hệt như thế thế sau khi mà chúng ta nhân bản lên xong thì chúng ta mới xử lý vừa nãy là chúng ta sử dụng mặt nạ để chúng ta che giấu cái nền và chúng ta cho hiển thị cái tai nghe và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái quy trình ngược lại là chúng ta giấu cái tai nghe và giữ lại cái nền thế để thực hiện việc đó thì chúng ta cần phải đảo ngược cái mặt nạ này vậy thì trước hết là các bạn hãy bấm chọn cái phần mặt nạ và sau khi bấm chọn mặt nạ thì các bạn sẽ vào cho tôi menu image vào phần adjustment và các bạn sẽ có một cái lệnh invert hay là phím tắt của nó là control y -E ngắn. Bằng cách là chọn cái lệnh invert này thì nó sẽ đảo ngược tất cả mọi giá trị ở trên cái vùng mà chúng ta đang chọn ở đây. Thì có nghĩa là nó sẽ đảo ngược cái mặt nạ. Phần nào đen thì thành trắng, phần nào trắng thành đen. Và do đó thì cái quy trình của nó lại che giấu ngược lại có nghĩa là nó sẽ giữ cho tôi là cái nền trắng và nó sẽ giấu cái tai nghe đi đây chúng ta tắt cái layer ở bên dưới thì các bạn nhìn thấy là cái tai nghe nó đã bị giấu đi và nó thủng ra như thế này kế tiếp thì chúng ta sẽ chọn cái layer này và chúng ta mở cái chế độ hóa trộn này ra các bạn mở ra các bạn chọn cho tôi cái chế độ là multiply với chế độ multiply thì ngay lập tức đây tôi tắt lường tai nghe này đi thì các bạn sẽ thấy là nó giấu luôn cái tai nghe đi nhưng nó sẽ giữ lại một phần những cái vết sẫm sẫm những cái vết đổ bóng ở trên cái nền trắng đó và do đó thì bắt đầu chúng ta thấy rằng là có một chút gì đó nó níu kéo nó đưa cái tai nghe chúng ta nó hạ xuống và nó nằm ở trên mặt bàn nếu các bạn cảm thấy là cái bóng như thế này vẫn chưa đủ các bạn có thể làm một trong hai cách sau một cách là các bạn nhân bản tiếp cái layer chưa cái bóng đây ví dụ các bạn công g tiếp cho tôi cái layer này lên thì các bạn sẽ thấy là bóng trồng bóng nó sẽ sẫm lên một tí vẫn chưa đủ công g thêm lần nữa đi thì bây giờ các bạn đã thấy là cái bóng đủ sẫm rồi và nó nằm thực sự xuống mặt bàn do có cái bóng thì nó nằm hẳn xuống mặt bàn rồi hoặc các bạn có thể dùng cách khác như thế này đây chúng ta sẽ xóa hai cái layer này đi chúng ta chỉ để một layer gốc này thôi nhé và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái cách là chúng ta nhấn lệnh control L lệnh level Đấy, sau đó thì các bạn có thể là kéo cái slider ở phía góc bên trái này sang phía bên phải bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ tăng cái độ đậm cho cái layer này lên và các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng nó rõ ràng lên nhấp ok và bây giờ thì các bạn đã nhìn thấy là kết quả cái tai nghe của chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn được cái nền trắng và nó cũng đã nằm im ở trên cái mặt bàn giống như thực sự là nó được chụp ở trên cái không gian này chứ không phải nó được ghép vào từ một cái ảnh khác Thế và các bạn đã biết được cái kỹ thuật mới để giúp cho các bạn có thể là xử lý một cách rất là dễ dàng ghép một cái vật thể chụp trên một cái nền trắng vào một cái hậu cảnh khác